Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Điện Biên, mưa lũ đã gây nhiều thiệt hại về người và tài sản trên địa bàn. Theo đó, tại công trường đào hầm thủy điện của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại số 6 có 4 công nhân thi công đào hầm. Do mưa to, lũ trên suối lớn bất ngờ tràn vào trong hầm, khiến một người mất tích và 3 người bị thương. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân đang kẹt trong hầm. Mưa lũ cũng khiến 6 căn nhà của người dân ở thành phố Điện Biên và huyện Mường Ảng bị sạt lở, phải di dời khẩn cấp. Nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, giao thông liên xã liên bản bị sạt lở, gây ách tắc cục bộ. Ước tính thiệt hại sơ bộ hơn 6 tỷ đồng. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện đã phối hợp với các xã phường và các hộ dân khắc phục hậu quả thiên tai để ổn định đời sống và sản xuất.